khu tháp. Khu tháp là nơi nghỉ của các đời chủ trì và những người có công xây dựng qua bao nhiêu thế hệ. Và phía một bên đó là khu mã. Khu mã này cũng là dòng họ con cháu xung quanh của ngôi chùa. Đây là Phật đài Quan Âm. Phật đài Quan Âm này được xây dựng cao to dưới một cái hồ. Cái hồ này hồi đêm hồi tối 14 âm lịch thì người ta có thả đèn hoa đăng nha mọi người. Hồ cũng đẹp quá. Ở phía trong bắt đầu người ta chuẩn bị làm lễ, mọi người đi vô đang lại Phật. Phía bên này người ta ghi tên mọi người để gửi cúng cầu an, mọi người cầu an trong gia đình thì ghi họ tên gia đình của mấy người vào thì để cho người ta cúng luôn. Đây là phần sau bếp mọi người, sau bếp người ta chuẩn bị dọn cơm chay ra đây, người ta đãi khách luôn nha. Ai có muốn dùng cơm với chùa thì vào bàn tự nhiên ăn. Việt Nam quân kia gian tình gò hoa nguyện giả dính hòa hân bắt tố công tổ bộ thân tự chủ hoa phường. Phật tổ mẹ hướng thiên ma cũng ngọ thờ thiên quán tử phương chủ thiên ma.